Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, là chào mừng trở lại với kênh channel của Sao Là Sao Để Lâu Mọi Người. Và hôm nay mình và Phong Cận và Mèo Simi và Karen hôm nay sẽ thử thách thi đấu bill với nhau mọi người. Trời ơi, lâu lắm rồi chưa thi bill mọi người đúng không? Quay lâu rồi nhớ cái bill này không? Đừng quên các bạn vì vậy sao biết nhà hôm nay mình không những bill bình thường mà bill tận 4 người nha. Ủa Simi ơi, đang nói chuyện mà em quay đâu vậy Sim? Trời ơi trời, Sim ơi, Simi không có nói được mà biết sao không? Trời ơi trời, biết không, biết đây là nhân vật NPC rồi, một đây là nhân vật giả tưởng mọi người, chứ hôm nay Simi đau bụng. Trời ơi tội quá mọi người, không quay clip được. Đều các bạn thấy Simi tội. Trời ơi Sim ơi, không có Sim ở đây buồn quá trời ơi. Trời ơi cay ăn cơm chó em chắc rồi Phong ơi. Phong ơi, nước mắt của tôi, nước mắt của tôi nó rơi xuống tận bên dưới luôn kìa. Ê Phong ơi, có nghĩa là hai tụi mình thoải mái phát cơm chó này Phong ơi. Ăn đó bụng mập. Đúng rồi đó. Và nếu các bạn muốn Simi khỏe bệnh đừng quên like video này nha. Nghe một cười nhé, sợ rồi tôi đặt lại xuống. Ơi rồi ok. À, ai phát tôi vậy? Trời ơi, vô duyên nghĩ sợ. Và hôm nay mình và Phong Cận và mày Simi, hôm nay chúng ta sẽ thi bill như mọi người, chỉ có 5 phút để bill một cái món vật thôi. 5 phút rồi nha. Đó, trời ơi, hôm nay tôi ra chủ đề gì mọi người làm chủ đề đó nha. Ok, không cần nói nhiều nữa, chúng ta cùng vào trận bill nào. Let's go rồi mọi người, chia ra. Let's mọi người go. Chia team ra, chia team ra. Rồi bây giờ cái chủ đề đầu tiên nè Phong ơi, sao ông nhảy trên kia hoài vậy? Phong, cho bill. Trời ơi. Cái bạn nhảy hay quá, cho mình nhảy Phong ơi. Trời ơi, hai đứa mình đâu đi. Trời ơi, quá đẹp, hôm nay thi bill cho nè. Để được một cái clip cho bạn fan nè. Rồi Phong qua đây nè. Rồi hôm nay chủ đề đầu tiên mọi người chỉ được bill 5 phút rồi nha, không có lâu đâu nha. Hôm nay mà sẽ bill gì ta? Chập chập để coi coi. À đây, cái chủ đề này ai cũng thích hết trơn và chắc cả các bạn fan cực kỳ yêu thích, đó chính là chủ đề xây nhà an toàn trong vòng 5 phút. Nghe chưa, nghe chưa? 5 phút phải xây nhà an toàn nha. Đúng rồi, trong vòng 5 phút thôi nha. Rồi. Trời ơi, có 5 phút mình làm sao xây nhà an toàn được má? Thì kể bây giờ xây gì xây. Tôi biết gì chứ mấy trời, tôi làm được hết, tôi làm được. Rồi, ok, bây giờ thì mình không nói nhiều, bây giờ chúng ta cùng vào màn đầu tiên xây nhà an toàn thế nào. Let's go. Ok mọi người, bây giờ mình cùng xây nha. Nhưng mà hôm nay mình không có xây bình thường mọi người ơi. Biết sao không? Trời đất ơi trời, 5 phút thì làm sao mà xây được cái nhà an toàn vừa to, vừa đẹp, vừa xịn sò đúng không? Nên hôm nay tôi sẽ quyết định gọi là gì ta? Biêu hát nha mọi người ơi. Đó. Không được nói cho Phong Cận với Caron biết nha. Hôm nay tôi hát cho mọi người ơi đó. Rồi ok bạn ơi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây nhà an toàn nha bạn. Trời ơi cái gì chứ nhà an toàn à, đúng rồi của Phong luôn rồi bạn ơi. Hey, để xây được một cái nhà an toàn á thì trước tiên cái điều đầu tiên các bạn biết là gì không? Rồi, đó chính là cần một cái nhà. Ừ đúng rồi, muốn xây nhà an toàn là phải có nhà trước chứ đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu xây nhà nha các bạn nha. Ừ thì thật ra không cần nói gì đâu, mình đã xây sẵn rồi các bạn ơi. Đấy, nhưng mà không phải là do Phong gọi là chơi ăn gian Phong xây trước đâu nha các bạn. Mà do hồi nãy Phong vô tình Phong quên mất là trong lúc Phong xây cái nhà này Phong không bấm quay video cho các bạn xem, cho nên là Phong xây xong rồi Phong mới phát hiện ra. Trời ơi tôi thiệt luôn á, tôi nước dễ sợ luôn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ chúng ta đang có gọi là 5 phút đúng không các bạn? Bây giờ là mình đang có 5 phút để gọi là tự xây cái ngôi nhà an toàn của mình các bạn ơi. Thì nói chung là các bạn cũng biết được là mình chính là một gọi là cao nhân xây nhà an toàn theo phong cách gọi là ác quỷ đúng không các bạn? Nên là bây giờ mình sẽ xây nhà an toàn theo gọi là phong cách gọi là ác quỷ nha các bạn ơi. Nhiều bạn thắc mắc, ủa chị, người ta chống tiền mới hát được nhưng Bill sao hát được không? No 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 no, tôi hát được nha. Và nếu bạn muốn xem sao hát kiểu nào đừng quên xem hết video để xem coi sao hát kiểu nào nha. Đó. Thì bây giờ mình hát thì mình đơn giản lắm, mà chỉ cần 0.001 vậy là tôi xây được ngôi nhà an toàn, chỉ cần một cái lịch bấm thôi. Còn mọi người chắc chắn bên kia để xây rất là mệt mỏi luôn đó, Sam nhẹ nhàng thiết tha thôi. Tôi cần xây gì ông ta trong vòng 5 phút mà tôi xây như thế này không biết đủ chứ nha. Không biết là mọi người đã xây thêm những cái gì nha. Ừ đúng rồi, tôi sẽ để thêm gọi là mấy cái gai vô. Đúng rồi, để thêm mấy cái gai vô. Ờ, để vô đây. Rồi, ok, quá xịn. Rồi bây giờ mình sẽ đứng đây. Đó, đứng ra ra đây, đứng góc này cho đẹp. Mình đứng chỗ nào là công trình mình sẽ hiện ra chỗ đó mọi người ơi. Đây, mình sẽ đứng đây. Đó, sau đó mình sẽ bắt một cái công trình gọi là siêu biết vào đồ mình. Đây, mình chỉ cần nhấn một cái lệnh này thôi. Đây, rồi, 3, 2, 1. Wow, trời đất ơi, xịn trò con bò cười quá mọi người ơi. Nhìn nè, trời ơi, chỉ cần một cú click thôi là ngôi nhà an toàn của Sammy Đào đã xuất hiện. Ui, từ từ đi, quay quay, để gì đây? Ui, vàng la ve siêu xịn xò. 5 phút như này là tôi nhất bờ rờ rồi. Thôi bây giờ để xem coi mấy người kia xong chưa. Cái gì mà cái thử thách gì mà xây nhà an toàn gì mà cứ cho 5 phút đi trời, thiệt tình luôn á. Bình thường người ta xây nhà an toàn là người ta sẽ phải xây tới 20-30 phút luôn các bạn ơi. Nhưng mà lần này Sammy chỉ cho chúng ta gọi là 5 phút thôi. Thì nói chung là bây giờ mình phải cố gắng nữa các bạn ơi, chứ bây giờ mình biết làm sao bây giờ. Rồi hết giờ nha đen rem. Rồi ai chấm đầu tiên nè, tập chấm thật, tập hợp, tập hợp. Rồi nhà đầu tiên muốn chấm nè. Này này, nói trước, ai đây?
quá đi. Nhà tôi chưa xong gì hết á. Năm phút sao xong được. Cái nhà cũng cay đâu mà có chút rồi. Xíu mà. Ủa mà khoan, cái nhà cay hình như chưa xây cái nhà luôn. Bây giờ chấm nhà trước nè. Bây giờ nói nhiều, bây giờ Phong cần hay là cái đâu muốn chấm trước nè. Thôi bây giờ tôi chưa xây xong nên chấm nhà tôi trước đi cho đỡ chục. Rồi ok, qua nhà cay lên nha. Chấm cuối cùng cho đỡ nhục. Trời đất, chu trang miền đất ơi, xây cái gì vậy cái này là nhà gì đây? Trời ơi, ban đầu là tôi định xây cái nhà ác rồi, nhưng mà không có đủ thời gian. Trời cho tôi 5 phút vậy mà nội. Chứ sao xây vậy, xây 51 ngày tôi cho vậy đó. Trời ơi mọi người, xây nhà ăn toàn không có nắp luôn mọi người ơi. Trời ơi, cái nhà là nhà mời cướp người nhà luôn. Cái nhà này á là có quá giật, nó chừng bay từ trên xuống biết bay rồi, để vô nhà rồi. Ê tôi nói còn cái bao, tôi nói hơi buồn cười nha. Từ trên trời rớt xuống, từ bên trong ra ngoài, từ ngoài ra trong, vô được cái đường nào cũng vô. Ủa từ nè, từ coi. Muốn vô được đường nào cũng được luôn nè. Trời ơi, nhức nách chưa, để cửa mật khẩu mà lấy cửa gỗ. Cái này là mật cửa mà sao để cửa gỗ vậy? Trời ơi, cửa luôn đi vô. Trời ơi, trời tối mọi người đừng có chấp điểm ngôi nhà an toàn có cây rau bao nhiêu điểm đó, tôi nghĩ là chắc 100 điểm lần mọi người. Lần đầu tiên tôi xây nhà phèn đến như vậy, trời ơi nhục quá. Ui cây ơi, nhà phèn có người mắc bẫy, oh yeah. Ủa, nhà cách mà vẫn mắc bẫy được. Rồi ok, giờ qua nhà Phong Cận ơi. Phong Cận cấy quá trời, nghe nhức não bạn ơi. Rồi nhà ông gì bấm quân cấy dữ vậy? Rồi tôi không hề cấy nha, tôi chỉ đang phân tích ngôi nhà. Rồi đừng có vu oan cho tôi. Rồi nhà gì đây? Ui trời gì đây ta? Ui gì đây, nhà gì đâu đơn giản. Ui gì đây? Ui đơn giản sao? Sao không có chuyện đó đâu. Cái nhà của tôi thứ nhất nè là nó có lá nha nè, thấy không? Rồi la da quái vật mà đi qua cái thôi là sẽ bị cháy tiền. Rồi tập bơi nè, quái vật chỉ cần bước vô cái thôi là dính gai luôn. Rồi sao nữa, có gì nữa? Tôi thấy có gì đâu, không có cái gì đâu. Đây tôi nhìn coi. Rồi tôi chỉ cần đếm 1 2 3, Sam đếm 1 2 3 đi. Rồi để tôi đứng đây tôi đếm là đứng trong nhà hay ngoài nhà. Ông muốn tôi đứng ở đâu cho đẹp nè? Đứng đâu cũng được hết trơn. Rồi ok, cà quanh, cà tú, cà túy. Rồi sao, có gì đâu, bình thường mà. Tôi kêu đếm 1 2 3, chứ phải quanh chu chi đâu. Mệt ghê. Rồi 1 2 rưỡi 3 được chưa? Mệt quá à. Ui trời, cái gì đây? Thấy gì chưa, cái bẫy của tôi hơi bị hay nha. Mấy con quái vật mà nó đi qua đây nó sẽ bị cái bẫy. Trời ơi khôn thông, nói nổi mà cái chặt đằng trước còn cái đường sau không có chặt mà người nhìn hai bên mình trời. Sao khôn như vậy, khôn vậy. Nói cho biết nha nè, đằng sau cái đe vẫn rơi xuống nha, mà rơi vẫn trúng bình thường nha. Trời ơi trời, không tôi cần biết đó mọi người, cái bẫy của Phong Cận là bao nhiêu điểm đừng quên, không bị giới sao biết nha. Ôi không nói nhiều, không nói nhiều. Có bây gì đâu? Bà vô nhà tôi đi, bà thấy em mất không, bà vô nhà tôi đi. Trời ơi, trời ơi, cái gì đây? Cái gì đây là tao đi tôi vô thử nha. Wow. À, sao đi mất không cái tôi? Trời ơi, Phong Cận tôi. Trời ơi, mọi người ơi, qua đây mà xe nè. Phong Cận bắt nạt tôi nè, cái gì kỳ vậy? Trời ơi, bây giờ lau nước mắt tức quá. Bây giờ tôi không thấy được ngôi nhà mà tôi xây trong vòng 0.01 giây luôn. Không cần 5 phút với mấy người. Rồi vô đây coi xem nè, banh của mắt lại xem nè. Đây, chan, thấy gì chưa? 5 phút thôi đó, trời ơi trời, cái ủa, gì sao đây? 5 phút rồi mà Sam xây được cái nhà gì mà chứ có cái gì vậy? Trời ơi, ủa sao la dê lỗi ta? Thôi kệ không sao, đó, đây là ngôi nhà an toàn nhất, chị xây trong vòng 1 phút, hiểu không? Đó, ngôi nhà được trang bị công nghệ cực kỳ cao cùng với nhận còn cái gai ai mà đâm vô từ một lỗ thành gọi là chọc lỗ. Còn đây, dân gòn nghìn năm đó đụng vô cái là phỏng tay. Còn đây là gì đây? Đây là lava, trời ơi, tắm rất là nóng. Rồi, ngày cùng xưa, với... Sam Huy học giỏi giang lắm luôn nè, la chứ cái sao? Mà đụng vô phỏng tay hay lắm. Cái gì? Tôi nói là la da đụng vào phỏng tay. Xương rồng nghìn năm đó đụng vô cái là phỏng tay. Chạy ông đi chạy. Cái là xương rồng đụng vô phỏng tay, rõ ràng bạn xem video bạn mua lại bạn xem thử. Để tôi được chưa? Mà kêu ai vô xây phụ đúng không? Trời ơi tôi mà tôi giang vậy, tôi là Sammy Đào thật thà nhất trong Minecraft luôn, ông tin thôi. Mấy thằng fan đi, kiểu thằng fan nói tôi thật thà hay không? Trời ơi. Tin nào được? Trời ơi. Rồi bây giờ mình qua cái chủ đề thứ hai mọi người ơi, chứ không cần nói gì, bây giờ chúng ta qua cái chủ đề thứ hai cho mọi người ơi, let's go. Rồi bây giờ chủ đề thứ hai rất cực kỳ quen thuộc rồi đối với mấy thằng fan, đó chính là hôm nay mình sẽ xây một cái nhà nhưng mà nhà rất là khác. Ngày hôm nay tụi mình sẽ xây về KFC. Woo! Đó mấy thằng biết KFC là gì không? Chắc chắn mấy thằng fan đều biết luôn đó. Cái đó Phong Cận chắc đi ăn KFC nhiều lắm nè. Đây là hôm nay mọi người sẽ xây. Tự nhiên hỏi mấy bạn là có biết KFC là gì không? Trời ơi. Ủa chứ sao, KFC là gì rồi đối Phong, KFC là gì đây? Rồi không lại gì? Cáp xe là bánh mì được không? Rồi. Rồi cơm cơm cái đó cáp xe là gì coi? Giải thích coi. Cáp xe là thịt vịt chiên.
Trời ơi trời, hai ông này thông minh quá, mấy ông fan thấy ông mà hai ông này thông minh quá, mấy bạn fan đừng quên coi mình giữ cho sao biết là cáp xe là gì nha. Hôm nay mình rất là cần phải là ông cái đó sẽ là xây cáp xe cho vòng 5 phút rồi nha mọi người. Lại 5 phút tiếp rồi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Ok. Rồi ok, 3, 2, 1 bắt đầu xây, rồi đi xây nha. Rồi bây giờ mình sẽ xây gọi là chị đã cái nhà cáp xe. Nhưng mà biết sao không, mình biết khắc đó mọi người nên làm. Thôi thôi ngủ trận rồi dày chị ta bắt ra cái. Đến lúc mà chị ta còn phút rưỡi mọi người mình ra mình bắt mọi người chứ mà ngủ quá. Mấy mọi người cho mọi người đi đi làm, mình làm tôi đi ngủ ấy mọi người. Tại vì là chứ tôi biết khắc mọi người. Đó tôi đi ngủ tí nha đó. Đi ngủ xíu chứ có gì đâu, trời ơi dư thời gian mà. Rồi ok, xây cáp xê thì cáp xê, trời ơi đúng món tủ á, tôi cái món mà tôi thích nhất trên đời này luôn, cáp xê vậy, trời quá là đơn giản. Nhưng mà phải xây cái gì liên quan cáp xê vậy ta? Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta có 5 phút để gọi là xây cái nhà cáp xê này nè các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ gọi là không xây gọi là cáp xê bình thường nữa các bạn, mà bây giờ chúng ta sẽ gọi là xây một cái con gà, mình sẽ xây cái đùi gà luôn các bạn ơi. Đây từ từ các bạn đợi mình tí nha. Đã nhắc đến KFC thì chúng ta sẽ biết đến đó chính là món gà quay đúng không bạn. Bây giờ mình sẽ xây ngôi nhà bằng gà quay luôn bạn ơi. Đó mình sẽ đặt mấy cái KFC thế này nè. Đó mình xây thành ngôi nhà luôn. Bây giờ tôi sẽ gọi là xây luôn một cái tô mà trong đây nó sẽ chứa rất là nhiều gà luôn nha các bạn ơi. Đấy trời đất ơi, chắc chắn là cái này chúng ta sẽ kịp nha các bạn. Tại vì hồi nãy là mình xây cái nhà an toàn, mà cái nhà an toàn đó, nó cần gọi là quy mô to lắm anh em, nên là tôi xây không có kịp. Nhưng mà riêng về cái phần này tôi nghĩ là tôi sẽ xây kịp đó các bạn ơi. Ở giữa này sẽ là cái cửa nè, thấy không? Hai bên đây sẽ là cửa sổ. Đó, ok, xây lên như này. Rồi ok, tôi đã hoàn thành xong cái ngôi nhà cáp xê của tôi nè mấy ông. Đó ngôi nhà làm bằng mấy con gà quay y hệt như ngôi nhà cáp xê luôn. Bây giờ tôi lắp cửa với lại là gấp cửa sổ vô là được. À cho thêm cái giường đi. À không có giường thôi, lấy đại cái tấm thảm trải xuống dưới đất cũng được. Ôi trời ơi, vừa đúng lúc gọi là hết 5 phút luôn bạn ơi. Xịn. Rồi ok, để coi nhà của hai người kia sao nha các bạn. Oh my god, hết thời gian rồi các bạn ơi. Trời đất ơi, cuối cùng chúng ta cũng đã hết thời gian rồi. Ok, trong 5 phút thì tôi đã gọi là xây được gọi là một cái tô cáp xê cũng như là cái dĩa cáp xê rồi các bạn ơi. Trời đất ơi. Ngầm trời ơi. Ây da, ủa còn bao nhiêu phút? Ủa còn phút rưỡi à, trời ơi đây đúng luôn. Thôi bây giờ mình xây cho mọi người ơi, còn phút rưỡi xây ngôi nhà cáp xe nha. Trời ơi đơn giản, chỉ cần một lệnh bắt teo ra ra được ngôi nhà gọi là KFC nha. Rồi đây bây giờ mình đặt ngôi nhà ở đâu nhỉ? Nãy là cái nhà an toàn ở đây thì tôi sẽ đặt cái nhà ở đây. Rồi đã đứng đây nha. Rồi bây giờ là rồi ok, bây giờ đếm từ 3 đến 1, 2, 3 là ra được ngôi nhà nha mọi người ơi. 1, 2, 3. Ủa ngôi nhà đâu? Trời ơi ngôi nhà sau lưng tôi hất hồn đây. Chết. Trời ơi ngôi nhà cáp xe đã có rồi nha. Trời ơi trong vòng 1 phút mà tôi xây được ngôi nhà đẹp vậy. À quên, tôi hát nhanh nhưng mà không sao. Mấy bạn không được nói nhà mình là nói mình hát vậy thôi chứ mình xây đó mọi người ơi. Trời ơi ok, chấp điểm mọi người ơi. Các chàng trai xinh trai của tôi ơi, 5 phút xây xong chưa nè? Cáp xe nha, không có dễ đâu. Sao? Trời ơi, chuyện này xây xong rồi. Trời ơi, xây bao lâu? Không xây bao lâu? Trời ơi, tôi xây vòng gọi là 1 phút thôi xong luôn vậy chưa. Ủa trời dữ vậy, cái xây bao lâu nè? Cái xây full 5 phút hay sao? Cái full 5 phút nhưng mà lần này cực kỳ chất lượng. Rồi ok, bây giờ mình thấy phong cần lạ á mọi người, tự nhiên nghe xây phút là xong thôi. Bây giờ mình qua ngắm nghía coi không xây cái cáp xe sao mọi người, ông nhảy mắc cười vậy không? Lạ gì vậy? Rồi ok, review quay lại. Không có phong lắm á. Trời trời, cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, cái gì xây? Thì nhà cáp xe là phải xây bằng những con gà cáp xe. Rồi ơi, cái này 1 phút là đúng rồi. Trời ơi, ông xây sẵn vậy? Trời ơi, khôn như ông trời ơi, quê tôi xích lại đời ông ơi. Trời ơi, cái gì đây? Review. Có gì cũng nghĩ ra được luôn á trời. Trời ơi, cái gì đây? Ngôi nhà. Tôi nói xây cáp xe phong cần quyết định xây ngôi nhà bằng gọi là gà rán luôn mọi người. Nướng á mọi người, đây trong có gì đây? Trời ơi trời. Ui, trong có cái giường, có đồ. Trời ơi trời, tôi nói thật
kẹo nói. Cái này mỗi lần mà đói á là mỗi lần đó. Mỗi lần chúng ta chỉ cần ra đây lấy một dĩa đi ăn thôi là được, hay không? Đúng rồi, để ngoài đây nè, xong rồi trời mưa trời nắng đủ kiểu á, xong đầu nó sẽ bị gọi là bị hư đúng không? Đúng rồi. Xong đầu mình bỏ bụi miệng mình ăn cái mình đau bụng luôn. Trời ơi, dạy kinh dị quá mọi người, quá là trời kinh dị luôn rồi. Các bạn đừng quên chấm điểm cho ngôi nhà cám xem không còn bao nhiêu điểm nữa. Tôi chấm là 10 điểm sáng tài mọi người. Cái ăn này xong nha, mập như con heo luôn, hiện như phong cần heo luôn. Trời ơi, trời đổ mưa luôn kìa. Kìa sao trời đổ mưa đúng không ơi? Đợi đem không, không vừa mới nhắc trời mưa cái nó trời mưa thiệt luôn cơ Phong. Trời ơi. Rồi ok, giờ qua nhà cái đó ngôi nhà cám xế cây sao nè. Đây coi cám xế cây giấy gì đây. Rồi đây xin với em mọi người. Wow. Đây chính là tôi, nhà cám xế. Trời ơi, ủa từ từ sao mình lại suy nghĩ khác kìa. Ê sao nó giống như ly cà phê bị văng ra không? Nó giống ly cà phê bị văng. Tôi thì tôi không nghĩ nó ly cà phê bị văng, tôi nghĩ nó là một cái toilet và nó để xem các bạn đừng quên comment ở giây phút này, giờ này, tháng này, năm này nha. Quay ai là người xây nhà bờ rồ nhất, đừng quên comment vì sao biết nha. Nhưng mà sao biết sao mình thắng rồi. Tại vì sắp phát rồi. Rồi ok, 3, 2, 1 hey, trời ơi bạn ơi, từ nãy giờ tôi thấy Sammy xây nhà cứ ảo ma Canada Nobita thế nào các bạn ạ. Chắc chắn cái này là có ai đó xây phụ Sam mà tôi không tin, tôi không tin. Tròn 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 tròn. Đó ok, mà mọi người nghe cái đoạn nhạc là gì không? Nhạc này làm nhạc Marvel End gọi là gì đó, Avenger mà biết sao, tại sao phải hát cái đoạn đó không? Đó, tại vì là cái màn cuối này là cái màn cực kỳ quan trọng, sao phải lấy điểm thật là nhiều để thắng mọi người ơi. Nhưng mà cái màn này cũng là cái màn Sam hát cực kỳ đầu tư mọi người ơi. Hôm nay tôi sẽ xây một ngôi nhà trên cao cực kỳ đầu tư
do tôi hắt ra nha mọi người ơi. Đây, 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 đây. Không cần nói nhiều nữa. Bây giờ mình sẽ làm một ngôi nhà trên cao VIP Pro nhất trong Minecraft từ trước đến nay luôn. Đó, để bạn muốn thắc mắc là ngôi nhà VIP nhất trong Minecraft là gì, đừng quên xem video để xem coi ngôi nhà VIP nhất của Sam như thế nào nha. Ok các bạn ơi, 5 phút của tôi bắt đầu các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với gọi là cái thử thách cuối cùng, đó chính là thử thách gọi là xây nhà bên trên bầu trời. Tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ xây ở bên trên một cái cây que. Đúng rồi các bạn ơi. Nhưng mà thôi không sao, bây giờ đến gọi là cái gì ta, xây nhà trên cao đúng không? Trời ơi, xây nhà trên cao thì chúng ta phải bay lên trên cao thôi. Tôi sẽ bay lên tuốt ở trên trời, tôi xây nhà ở trên trời. Đó, tôi sẽ xây ở chỗ này đi. Ok, tôi sẽ dùng một cái lệnh nè. Đó, nó sẽ xuất hiện một cái block trên đây, tôi sẽ bay cao cao một xíu. Đấy. Đây, để một cái block trên đây. Sau đó tôi sẽ xây một cái nhà trên đây nha bạn ạ. Lần này tôi sẽ khác cho tôi xây nhà màu xanh của tôi luôn. Rồi đây đây đây, rồi không cần nói nhiều, bây giờ tôi chỉ cần một câu lệnh thì xuất hiện ra ngôi nhà đó. Đây, rồi rồi rồi, bình tĩnh nha mọi người, bình tĩnh nha. Rồi chuẩn bị. 3 2 thì rung tay quá mọi người. 1 Enter. Ôi, từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Cái nhà này nghe nó to lắm mọi người, từ từ. Đang lót địa hình mọi người. Đang lót địa hình. Từ từ. Ngôi nhà xuất hiện cho ta. Không rung vậy sao? Ui, ui đang sau lưng mình nè mọi người. Đây tôi chọn cái này. Chọn cái cửa màu xanh luôn đi cho nó hợp. Ok. Bạn ơi, đây rất là đơn giản đó các bạn. Ui, để tôi xem có cái nhà hay lấy gì vậy? Ui. Trời đất ơi mọi người, cái gì đây? Trời ơi tôi nè. Từ từ cái tôi nhớ là xây nhà mà sao xây tôi vậy, từ từ. Ui, tôi đang đứng trên kim cương. Còn cái này là gì đây? Ủa có mảnh đất gì đây? Ui trời 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 ơi mọi người thấy không? Sam bây giờ Sam từ Sam xinh đẹp thành Sam xấu quá mà bưng đi một cái bức tường gì to như vậy. Trời ơi. Hắc gì mà cái gì vậy? Trời ơi, quỷ thần đất ơi mọi người ơi, hóa ra là tôi xây nhà trên cao nhưng mà với một cái Sammy đào rất siêu to khổng lồ đang bưng cái miếng đất. Mà miếng đất đó có ngôi nhà bằng kim cương. Trời ơi trời 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 mọi người ơi, trời ơi dữ thần chưa. Ngang đoạn này bạn nào đang xem dừng lại video đó các bạn, dừng lại, không được làm hành động giết, các bạn phải dừng lại, nhấn like, nhấn share, nhấn subscribe liền đó. Có nhiều bạn xem chùa lắm nha, trời ơi xem clip tôi mà không có nhấn like, không nhấn share, không nhấn gọi là subscribe tôi buồn đó. Đó các bạn phải nhấn like nhiều vô nha. Rồi trời ơi bây giờ Sammy nằm nghỉ bên cạnh Sammy thôi mọi người. Sammy này bro quá trời ơi, cơ to đó mọi người ơi. Rồi bây giờ tôi ngồi tôi đợi nha để xem Quang Phong làm gì. Tại cái gì, ủa tôi chạy thuyết rồi ra cái gì, ủa nhà trên cao này mọi người. Trời ơi thôi bây giờ mình ngồi mình đợi tiếp nha, 5 phút mà còn dư thời gian thôi. Ngồi uống trà chiều mọi người ơi. Đó ngồi đó nằm ngủ luôn đó. Trời ơi không biết chừng nào xong. Trời ơi thích quá. À chỗ này mình sẽ đặt ra để mình thay bằng khói màu xanh để nhìn nó sẽ đẹp hơn. Ui quá là đẹp luôn. Rồi xong nhà trên trời. Trong vòng 5 phút ai nghĩ ra ý tưởng hay tôi được. Nhà trên trời đúng nghĩa nhà trên trời luôn nè các bạn. Ui nhìn sáng tạo nha. Nhìn nó bị được anh em ơi. Tôi thấy nhà này của tôi nhìn sáng tạo với chuối các bạn ơi. Ok, xong rồi các bạn ơi. Woo! Rồi, thời khắc quyết định đã tới để xem coi ai là người thắng cuộc trong cuộc thi xây nhà 5 phút trong Minecraft. Rồi, chấm nhà đầu tiên nè. Đó, ai giành giật gì đó, giành giật tôi là tôi gọi mà. Tôi. Rồi, để xem coi nhà vong ca coi nhà Kyron VIP cỡ nào. Chủ đề hôm nay là đây. Nhà trên trời nha, nhà trên trời xây gì xây đó. Để coi nhà trên trời coi là gì đây. Mọi người coi là đây. Nhà của mình nó độc hại như thế nào. Tôi giới thiệu mọi người. Một cỡ ngã tông quá. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, cây xây nhà mà có con gà bên trong là cây biết gì không? Đây là nhà gà đó cây. Trời ơi, nhà. Từ từ, xem nhìn cái lỗ này, xem cái bên dưới cái lỗ đó có một đống con gà không? Đó thấy không? Cái gì vậy? Là sao? Đó, gà gì đây? Cái lỗ vậy nè, đó, đập cái lỗ cho mấy con gà rơi xuống chơi vậy đó. Nhà giải trí sẽ chết. Ồ, đây coi là mấy con gà bị gì không? Đây coi coi rồi. Gà ơi. Trời ơi. Trời ơi, cây là đây là thú vui cây mọi người ơi. Trời ơi, đây là nhà gì vậy? Ý nghĩa nhà là nhà tù cho mấy gà hả? Sao vậy? Trời ơi. Phải rồi Sam, cái nhà này á là nó mang theo cái trang trí kiểu phong cách hiện đại hồi xưa á, không? Tuy là nhìn nó gọi là cổ điển vậy thôi, nhưng mà trong đây đó có mấy con gà làm bạn nè. Sau đó là chúng ta sẽ có gì hơn á. Trời ơi, nhà gì đâu như nhà tù ấy mọi người, nhà nào cổ điển. Mình có thêm cái chỗ ơi. Mấy cái chỗ này để cho mọi người vô đây nhảy nè đó. Trời mình vô đây nhảy Phong ơi. Ơi Phong ơi, chú mưa Phong ơi, chú mưa. Trời ơi ai tặc mưa tôi ấy, trời ơi cái nhà gì đâu mà như nhà tù vậy cái. Nói chủ đều lên xây nhà trên cao. À tôi biết rồi, đây là nhà tù trên cao. Nhà tù trên cao. Ủa gì Phong? Ủa là gì vậy? Nhà mình. Trời ơi. Trời ơi này. Mình muốn nướng gà để ăn. Trời ơi lục đục anh em. Ui có gà. Có gà. Gà nướng gà. Đây. Trời ơi.
gì chị không biết tên cai. Cai đặt cái tên cho chị quá. Trời ơi, cai ơi, nhà tên gì cai? Cho cái tên để cho Vịnh không có hiểu. Nhà một cột. Đây là chính xác là nhà tù một cột các bạn. Các bạn đừng quên đặt tên của cái nhà. Nhà chị cho mình biết là mình là đặt tên nhà nhà tù một cột. Nhà đó bao nhiêu điều đừng quên chấm điểm nha mọi người ơi. Trời ơi, kinh khủng quá mọi người. Đâu ở nhà không cần không ơi. Qua nhà nó chắc tôi bị xì chét lắm mọi người. Ủa gì đây? Đây. Cái gì đây? Ủa đây ơi. Tôi nghe trên trời luôn nha. Nghe vậy? Trời luôn. Ôi, từ từ lên nước đây à. Ui, lâu nha. Lên đây là hơi lâu nha Phong. Đây mình thử lên nha. Đâu mình lên vừa lên bay. Ủa nước này đâu phải để leo lên đâu bà nội. Nước này làm gì vậy? Nước này nước gì đây? Nước này trang trí cho đẹp thôi à. Rồi tưởng nước này là nhảy lên đồ trang trí cho đẹp. Ủa lên được đường nào? Leo lên được đường nào? Bị nhà trên trời rồi không sao lên được. Trời ơi xin nhìn cho có để coi bên trong là nhà gì đây. Đây nhà này, nhà trên trời có phong cận rất là màu xanh lè lên lét cái con bỏ chét mọi người rất là đẹp. Ôi sao cái cửa có cái đầu heo vậy? Nó không chuyện đó. Đây để coi. Trời ơi cái gì vậy? Sát chứ bạn tôi. Trời ơi sao phản ông nhà của mình là gà, nhà Phong là heo. Wow. Trời ơi người gà người heo sao bạn ông màu hồng với sao bạn ông gì kỳ vậy? Bạn biết nói chuyện không? Hello biết chứ. Trời ơi bà thử hỏi. Trời ơi Phong ơi cái đó giết bạn ông kìa. Trời ơi nhiều đất quá đây. Trời đất trời ơi. Ủa gì vậy Phong? Ông làm gì? Trời ơi ông có biết là mấy con heo biết nói chuyện hả? Nói gì tôi heo quá sao heo này. Trời ơi heo này cũng biết anh mà cay không tin coi nè. Heo ơi heo quát cho anh em mày anh em y heo đó heo heo mày em y heo nói chuyện luôn mọi người. Trời ơi heo nói chuyện là chuyện lạ chứ nào. Trời ơi heo anh heo mình thấy giờ dám đánh tôi và Phong Cận nè nè coi nè tôi hát bài tiếng Anh cho bà nghe luôn nè. Con heo hát bài tiếng Anh nghe con heo đâu đâu quay mấy cặp con quay mấy cặp tù lòng rồi mày Trời ơi sao con heo của Phong nó thông minh quá vậy Phong. Thôi mọi người đau bụng quá mọi người ơi. Mấy con heo để heo quỷ, heo người. Rồi mấy con mọi người đừng quên chấp điểm cho ngôi nhà nuôi heo Phong Cẩn bao nhiêu điểm đừng quên cho mình nghe. Chứ tôi đau bụng quá trời ơi sặc bụng rồi. Thôi bây giờ đến với ngôi nhà của Sammy Đào nè. Đây cái gì cái gì cái gì mình thấy ảo vậy thôi chứ làm gì có cái chích nào mà hát được đúng gồ rồi, vậy được. Đúng rồi, chính xác. Cái lệnh nào mà phải xây được cái này ta. Đúng rồi, làm sao xây được Sam tay to, chỉ có Sam tay to mới xây được Sam tay to đúng không? Đúng rồi. Chứ sao? Hai cái tay này, nhìn hai cái tay này là đấm tôi chắc chắn là tôi ngất. Không phải không. Ê ê, ôi, lá gì vậy? Đồ không có phá hại tài sản người ta nha. Đó, người ta là cố gắng hết sức rồi mọi người ơi. Ê! Quay! Ghen tị ghen quá đặc chứ. Trời ơi, bạn đốt đi. Không chịu, bệnh là không có đốt nha. Rồi mọi người chấm điểm cho ngôi nhà của Sam bao nhiêu điểm đừng quên cơ vị cho Sam. Cái gì không được đốt nha. Đừng, đừng. Không, ông mà đốt. Đó tên ngắn gì sợ là tên ngắn ngọt quá trời luôn. Đây đó. Rồi đến đây là tập hợp rồi mọi người, tập hợp lại cái gì vậy? Ủa chứ mấy tôi chạy nước miếng vậy mọi người. Sao bây giờ quá nó không phục. Rồi đây mọi người, đứng đây mọi người, đứng đây rồi chấm điểm xong rồi tôi mà nhấc đầu tôi nhấc màu gọi là mọi gối nhấc nách có mấy người chi vậy? Ê, quay. Hay quá ơi, hay quá ơi. Trời ơi, Sam răng tay ăn mọi người. Trời ơi, vui. Mày không nói gì cấp cho tôi gì vậy? Không mượn nha. Một đùi đi cái ơi, đây không dễ nha. Trời ơi. Trời ơi. Mấy
từng ngôi nhà thì mình đã xây bao nhiêu để tụi mình chốt ở kết quả ai là người xứng đáng xây nhà, xây bill xây nhà trong vòng 5 phút xịn nhất trong Minecraft. Đừng quên cơ mà vì sao biết nha. Và nếu các bạn thương Sam hơn nữa đi xem video của Sam có hiện quảng cáo thì các bạn nhớ xem video quảng cáo Sam từ 5 đến 10 video giúp Sam có số tiền nhỏ nhỏ mọi người ơi. Ok, tạm biệt mọi người, ở clip sau hẹn gặp lại. Bye bye.